nay chợ phiên Bắc Hà, rượu ngô bản cố thắng cố chợ phiên, chắc phục vụ chúng ta. Dù đêm nay chúng ta có mấy hạt mưa vào đầu, đêm nay do thời tiết không ủng hộ chúng ta, nhưng ngày mai chúng ta sẽ ngồi chờ để thưởng thức thắng cố rượu ngô bản cố vào chợ phiên ngày mai. Yeah.